Loại rau thứ ba đó chính là rau he. Rau he cũng là một loại rau quan trọng giúp phục hồi sinh lý nam giới. Rau he có khả năng bổ thận, tráng dương, giúp cân bằng và tăng cường chức năng thận và sinh dục nam giới. Hạt của cây he có tác dụng cố tinh, sáp liệu và chữa mộng tinh, suy tinh rất là tốt. Nó giúp kiểm soát, điều chỉnh cái tình trạng di tinh, mộng tinh ở nam giới cực kỳ hiệu quả. Chúng ta dùng he ăn hàng ngày, có thể đem luộc hoặc nấu canh đậu hoặc đem chưng hấp với các thực phẩm khác, giúp hỗ trợ sinh lý rất là tốt. Tuy nhiên cần lưu ý rằng việc phục hồi sinh lý nam giới không chỉ phụ thuộc vào việc ăn uống mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, giảm giờ chất và điều chỉnh hormone testosterone hiệu quả. Nếu anh em gặp bất kỳ cái vấn đề gì về sinh lý nam giới, hãy nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế, của các bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực này nhé.